Dù đợt mưa lũ đã chấm dứt từ nhiều ngày trước, nhưng tình trạng sạt lở đất sau lũ đang diễn ra phức tạp ở tỉnh Quảng Bình. Tính mạng của hàng nghìn người dân sống tại khu vực miền núi, biên giới đang bị đe dọa. Phương án đang được tính đến là di dời hàng chục bản làng trên khu vực này để tránh rủi ro từ sạt lở. Hiện đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng đã có mặt tại tỉnh Quảng Bình, phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lên kế hoạch di dời người dân về nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống. Anh Hồ Thông, người dân tộc Chứt, năm nay 33 tuổi. Anh đã sống tại bản Cha Lo, thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình từ nhỏ. Hôm nay, anh cùng gia đình phải di rời ra bản Bãi Dinh, cách đây 30 km, bởi tình trạng sạt lở đất đang có nguy cơ diễn biến phức tạp tại khu vực này. Trước đó, sạt lở đất đã phá hủy gần như toàn bộ công trình đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và một phần của quốc lộ 12A, điểm sạt lở đó cách nhà anh 300 mét. Không chỉ gia đình anh, 34 hộ với 131 nhân khẩu của bản Cha Lo cũng phải di rời. Bà con ở đây đã rất lâu từ xưa đến nay rồi, mà hiện tại là có lụt bão lụt lụt là có nguy cơ sạt lở đất cao, là mấy anh chủ đội biên phòng là phải dù bà con di rời. Nơi ở mới, thứ nhất là đảm bảo về an toàn, thứ hai là đảm bảo kết hợp giữa là công tác quản lý bảo vệ biên giới và ổn định khu dân cư cũng như phát triển về lâu dài cho bà con. Đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã có mặt tại nhiều tuyến điểm sạt lở, cùng phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với bà con sau lũ, tặng quà và tiền mặt cho bà con nơi đây với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, đồng thời lên phương án, kế hoạch di rời bà con nhân dân khỏi vùng sạt lở. Ngoài ra, còn chọn điểm để xây mới đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vừa bị phá hủy bởi sạt lở đất. Chúng ta phải nhanh nhạy trong cái dự báo tình hình và đặc biệt là cảnh báo và chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc di dân, di rời anh em chiến sĩ. Rà soát ở địa bàn những nơi mà có nguy cơ sạt lở thì cũng tham mưu cho địa phương là di rời nhân dân ra khỏi tránh trú đảm bảo an toàn. Hiện Quảng Bình đang lên kế hoạch di rời hơn 300 hộ dân với khoảng hơn 1.000 người của 20 thôn xóm bản trên địa bàn tại các khu vực miền núi, biên giới, nơi có nguy cơ sạt lở đất và các vùng tuyến biển có nguy cơ ngập lụt. Các hộ dân về nơi ở mới sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà cửa, cây trồng vật nuôi để đảm bảo sinh kế bền vững.